Hello, xin chào quý anh chị. Hiện tại thì Tâm đang ở đường số 1, khu dân cư Gold Hill, thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thì đường số 1 này thì là nó cắt đường Nguyễn Trãi ngay ngã ba quý anh chị. Ở ngay góc mặt này, gần kế lô góc các bạn, có một lô 5 x 24.9, 123.8 m², 5 x 24.9 nha quý anh chị, 123.8 m², đang cần bán, quay về hướng đông quý anh chị. Đất thì quay về hướng đông. Và lô đất này đang cần ra với giá là 2 tỷ 1 nha quý anh chị, 2 tỷ 1. Thì khu dân cư Gold Hill ở thị trấn Trảng Bom thì có từ lâu rồi đúng không quý anh chị? Và dân cư thì nó lấp đầy ngay chỗ khu vực công viên cũng gần 90-80% rồi. Giá khu dân cư Gold Hill này là tương đối đắt ở thị trấn Trảng Bom quý anh chị. Hôm trước bạn Tâm có mua một lô song song với đường Ngô Quyền á, thì giá bạn mua là 2.6 để hơn 2.6 để xây nhà ở quý anh chị. Và hiện tại ở đường Ngô Quyền gần cổng sân Gôn á, cũng mới bán ra một lô với giá là 2 tỷ 2 nha quý anh chị. Thì hiện tại đây đang có một lô hướng đông trên đường số 1, các đường gần ngã ba các đường Nguyễn Trãi luôn quý anh chị, cạnh lô gốc luôn, bán với giá là 2 tỷ 1. Ở trong khu dân cư Gold Hill này, những cái lô mà có những cái lô bán lên gần tới 3 tỷ quý anh chị. Trong cái đợt sốt họ mua gần tới 3 tỷ mấy. Sốt mua rất là cao. Mà hiện tại đường này nè, đường D1 này có rất là nhiều lô mà kiểu như mà giấy tờ nó còn vướng mắc với bên công ty á, họ đang bán ra với giá là 1 tỷ 6, 1 tỷ 7. 1 tỷ 6, 1 tỷ 7. Nhưng mà cái đó thì các bạn mua thì nó chưa có giấy tờ ra sổ sang tên với mình, đâu đó còn vướng mắc bên công ty. Nhưng mà cái lô này 2 tỷ 1 quay về hướng đông thì mua có sổ rồi, sang tên thôi, cạnh cái lô gốc luôn, đường Nguyễn Trãi nha quý anh chị. Tâm thân chào và chúc quý anh chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua lô đất này tại đường số 1 giao với đường Nguyễn Trãi nè, cạnh lô gốc, thì bạn có thể gọi điện cho Tâm hoặc là comment lên video. Khu dân cư Gold Hill thị trấn Trảng Bom. Ở định điểm sốt thì đất ở khu dân cư Gold Hill nó cao rồi, quý anh chị biết rồi, nó lên tới gần tới 2.9-3 tỷ, có những lô lên tới 3 tỷ mấy đó quý anh chị. Tâm thân chào và chúc quý anh chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc.